Mến chào cô chú anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai. Hôm nay em trở lại giao lưu tất cả cô chú anh chị mình trên toàn quốc, gồm một số cây kim quýt, mai chiếu thủy, linh sam, nhãn và một số cây phôi núi rừng bằng lăng, cẩm thị nha cô chú anh chị. Thì số điện thoại của em thì có in phía sau em đứng là 0939700449 nha. Em ở Tân Lợi 2, Tân Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ. Vô mã số đầu tiên là cây 1D. Cây này là cây kim quýt dòng kiện cổ nha. Hiện tại là cây có đế và chi tàn khá là đầy đủ thành phẩm rồi. Cao cây em đo được là 50. Rộng tàn em báo 48. Ngang em đo 66. Cốt cành lớn và dòng này nguyên thủy nha cô chú anh chị. Rồi, quanh thân tại vị trí này em đo là được 32. Em điên dòng đế luôn nha. Dòng đế cây em tính như thế này là được 80 nha cô chú anh chị. Thân khá là lực ha, 1D. Em gửi luôn chậu cho cô chú anh chị mình đi cho cây nó an toàn nha. Dòng kiển cổ thân rất là lực, đế đẹp, 3.500.000 đồng bao phí ship cho cô chú anh chị. 3.500.000. Dạ, kim quýt nguyên thủy nha. 2D. Cây này là cốt cành nhạo, dáng kiển cổ luôn. Kim quýt bonsai 55, cao của cây. Tán của cây em đo được 68. Rộng tàn em đo 40. Mịn rồi nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tay. Cây có một cốt lên, vân nhân thả xuống, rất là đẹp, viên cây. 9 tay, mã số 2D. Thân này em đo là được 15 hoành. Hiện tại cây xả dây toàn bộ hết trơn nha. Kiếm được một cây nuôi như thế này rất là lâu rồi cô chú anh chị. 2.500.000 đồng bao phí ship cho mã số 2D, bó bầu vận chuyển nha. Số điện thoại của em là 0939700449. Mã số 3D. Cây linh sam. Dòng này là dòng sông Hinh nguyên thủy nha cô chú anh chị. Cao của cây em đo được là 30. Hiện tại cây này vàng xương cực kỳ dày vậy nha. Nó có cái dòng cung như thế này ha. Tàn này là 78. Rộng tàn 45. Này mình về lặt lá, tiến hành xiết nước vài ngày ha. Nó lên rộ một cái là kính tàn, kính cây rất là đẹp luôn. Cái hoành thân này em báo tại vị trí này cho cô chú anh chị mình là được 20 nha. Cây có đế và hiện tại cái đường co của nó rất là gắt ha. Em giao lưu bao phí ship không chậu cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 2 triệu đồng. Đế quái nha cô chú anh chị. Chi khá là lớn, 2 triệu đồng bao phí ship không chậu. Mã số 3D, 2 triệu đồng. Mã số 4D. Chiếu thủy hàng cụm rừng da đen lá lớn. Cao em đo cây này là được 70. Tàn rộng nhất của cây là được 85. Tàn tròn khá đều nha cô chú anh chị. Da đen lá lớn nha. Rồi, em đo tại vị trí này nguyên cụm là được 100. Nó có những cái vết lũa ở thân. Mà mấy cây này nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức sống của cây ha. Giữa không có mục. Nó có mấy cái mục ở đế này nè. Tại vì do chưa xử lý là làm lại á. Em mua sao thì em bán vậy cho cô chú anh chị mình về tự ý chỉnh sửa ha.
Rồi cái này em giao lưu tới cô chú anh chị mình giá hữu nghị bao ship luôn 2 triệu đồng. Mã số 4D 2 triệu bao ship. Cây rất là lớn nha. Phí ship cây này cũng 5-600 ngàn. Chỉ 2 triệu đồng thôi nha cô chú anh chị. 2 triệu đồng thôi. Dạ. Rồi cây dâu tầm mã số 5D. Cái dâu này vô dây lặt lá, cây đang lên đọt non nha, rất là khỏe cây ha cô chú anh chị. Dạ. 47 cao của cây. Tàn tròn đều là 55. Cây đang lên tuột nha. Cái này chủ vườn vô sẵn. Rồi, em đo thân này như thế này là 21. Nguyên củ như thế này em đo là được 68. Rồi. Đó. Giống như mang phụng ha. Đây cái lưỡi nè. Còn sống bình thường. Này cái rễ nó mà. Đây. Cái này em bó bầu vận chuyển cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, cây dâu tầm an mã số 5D, cây này em giao lưu tới cô chú anh chị mình có giá là 1.200.000. Giống như con rắn đang uống ha. Cái linh sam. Linh sam song huynh nha. Cao cây em đo được 30. Tàn em đo 65. Rộng tàn 35. Chi tay khá là đều mịn tàn nha cô chú anh chị. Mã 6D. Rồi hoành thân này em đo cây là được 19 hoành. Linh sam. Bắt đầu đó. Bao phí ship chọn gói đến cô chú anh chị mình cây này có giá là 800. Mã 6D. Song huynh dòng này dòng lá trung nha, rất là xiên cái bông. Phơm tàn hết chê ha. Mã số 7D. Rồi cây này giá là 700 bao ship. Cao cây em đo được 28. Mỗi cây mỗi dáng ha. Cây nào cũng có một cái nét đẹp riêng hết. Tàn tổng 52. Rộng tàn 30. Phơm tàn rất là dày. Rồi ha, linh sam rất là thơm nha cô chú anh chị. Mình demo những cái quán cà phê rồi ha. Người ta rất là chuộng, mình có thể là giao lưu lại được luôn nha. 18 là hoành thân của cây. Rồi chỉ 700.000 đồng em bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây mã số 8D. Cây này giá cũng 700.000 đồng bao phí ship. Cao cây em đo được 33. Tàn em đo 42. Giá thành em báo cũng rất là sát, cô chú anh chị mình có thể tham khảo ở các nơi khác ha. Giá cạnh tranh phải không? Đó, giá cạnh tranh đó. Rồi như thế này em đo là được 16 hoành. Linh sam song huynh lá trung già cây nha. Chi tai cốt cành thì rất là lớn so với cây rồi. Em giao lưu bao phí ship cây này cũng có giá là 700. Rồi, cây sư ri, cây này dáng long, cây này em giao lưu với giá là 1 triệu đồng. Cao của cây em đo được 33. Thì dòng này cô chú anh chị mình về chăm cây lá già lại là bắt đầu cây nó cho hoa là trái nha cô chú anh chị. Tán em đo như thế này là được 45. Em đo nguyên cái củ như thế này là được 22. Một cái thân đơn như thế này em đệm luôn cho cô chú anh chị mình báo là 11 hoành. Đó. Mã 9D, em giao lưu bao phí ship là 1 triệu đồng trọn gói. Số điện thoại của em 0939700449 nha. Cây mã số 10D, cây này cũng là dòng seri nha và giá giao lưu là 1 triệu đồng bao ship. 35 là chiều cao của cây. Tàn của cây em đo được 42. Cô chú anh chị mình xem clip coi cây á, thì mình lưu ý nhớ kích thước giùm em nha. Rồi đây 16 này là 16cm nha cô chú anh chị. Đó, thân cây dáng cũng khá là độc lạ, vừa ăn trái vừa chơi bonsai luôn, rất là thịnh hành nha. 1 triệu đồng bao ship. Rồi
Cây mã số 11D Mai Chiếu Thủy, dòng Trung Nu Nguyên Thủy nha. Cao cây em đo được là 75. Tàn của cây em đo được là 40. Mai Chiếu Thủy này hoa thơm nhẹ nha cô chú anh chị. Chì tai khá là ok rồi. Này cụm rừng này 4 thân. Cái thân lớn nhất cây khoảng tầm 12 nha. Em đo tổng 4 thân như thế này là được 25. Đó. Rồi cây này em giao lưu tới cô chú anh chị do nó bị mất một tay ở đây cho nên em báo giá cho cô chú anh chị mình chỉ 500.000 đồng. Cái này là có trước nha. Để khi nữa mình quắn về cô chú anh chị mình nói bên em không thông báo thì nó mất một chi đó, thì bên em chỉ báo giá là 500.000 đồng thôi. Rồi. Cây mã số 12D, rồi cây này giá là 600 bao ship. Cao cây em đo được là 65. Tàn em đo được là 55. Cái này thì đầy đủ chi nha. Cái này về mình để bông lại là vừa chơi luôn ha cô chú anh chị. Rồi như thế này em đo là được 14. Hai thân mẫu tử nha. Cây liền đế ha, 600.000 đồng bao phí ship trọn gói, mã số 12D. Rồi cái cụm 13D, cụm này em báo giá cũng 600.000 luôn đi nha cô chú anh chị. Rất là mềm ha. 69 là tổng chiều cao. Mấy cây này bao phí ship khoảng 200.000 hết trơn rồi ha. Cho nên tụi em không có lời nhiều cô chú anh chị, mình chốt một cây thì bên em không giảm được nha. 55 là tổng cái tàn. Thân cây tông cao, cụm rừng rất là đẹp. Một thân lớn đại diện em đo là được 10. Nguyên cụm 35. Chọn gói em giao lưu tới nơi cho cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 600.000 đồng bao phí ship. Mã 14D 3 thân tam tài. Cũng là dòng Trung Nu Nguyên Thủy luôn nha. Cao cây em đo được là 64. Tàn em đo được là 48. Cái này nó liền đế nha cô chú anh chị. Quanh thân em đo được là 11 thân đại diện. Thân cây khá là duyên, 600.000 đồng bao phí ship tới nơi cho cô chú anh chị mình, mã số 14D. Mã số 15D. Cái cụm rừng nhỏ này em giao lưu với giá là 400 gồm 5 thân nha cô chú anh chị. Cao cây em đo được là 60. Tàn em đo là được 50. Hoa này thì cho hoa quanh năm nha. Cô chú anh chị mình chăm sóc hết đợt này rồi mình xử lý để lại đợt bông mới ha cô chú anh chị. Thân cây lớn khoảng tầm 11-12. Tổng nguyên cụm như thế này em đo là được 35. Chọn gói em vô lưu tới nơi cho cô chú anh chị mình chỉ là 400.000 đồng bao phí ship. 400.000. Cây 16D. Cây nhãn nha cô chú anh chị. Nhãn này là nhãn gốc bình thường ghép với nhãn lông. Qua đây chút thôi. Rồi được rồi. Cao cây em đo cây nhãn lông này ha cô chú anh chị là được 130. Tàn em đo là được 90. 16D nha cô chú anh chị. Giá này tự nhiên à, đâu có uống éo gì đâu. Nhãn này là nhãn tím. Ghép gì? Dạ ghép, hàng ghép. Nhãn tím giờ nó không có cây lớn, nó chỉ có cây nhỏ không à. Bầu đất rất là nặng nha cô chú anh chị. Cái thế này em đo là được 19 nè. Đó anh đây tí xíu em đo là được 14. Thân cây một cốt nha. Nhà của chú anh chị nào có một hai cây ăn trái nha là rất là ok luôn. Rồi cây này em bao ship tới nơi cho cô chú anh chị mình 1.500.000. Thì mấy cái nhánh này nó không có dây cho nên khi mà em ship á, nó có bị gãy một vài nhánh nhỏ thì cô chú anh chị mình thông cảm giúp em nha. Tại mấy cái tàn này thì nó cũng hơi là khó ship ha. 16D.
17D. Em đến với mặt hàng bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cao cây em đo được là 36. Tàn em đo được 43. Cái này giống như nguyên một cái bàn tay ha. 6 ngón. Cây đang sống khỏe mạnh nha cô chú anh chị. Như thế này em đo là được 60. Rồi chọn gói em giao lưu đến cô chú anh chị mình. Cây này có giá là 600, mã số 17D. Mã số 18D. Hàng một cốt ha. Cây đang đâm chồi sống ổn định và bên em có bao sống rõ ràng nha. Cây này có chiều cao tương đối em đo được 42. Tàn em đo được 30. Dòng này cơi đợt đầu tiên cây nó cũng có thể cho hoa nha. Cốt đặt ha. Rồi như thế này em đo là được 45. Chịu hao cho cô chú anh chị cốt nha. Rồi em giao lưu với giá là 600 bao phí ship mã số 18D. Thì cây này thì bên em khai thác ở vùng Ninh Thuận nha. Cô chú anh chị mình có thể tham khảo thêm cũng như giá cả và cách trồng ha. 19D. Cao cây em đo được là 30. Bằng lăng da ổi. Thì dòng này người ta cũng chơi khá là đại trà nha. Từ cây tàn, cây nhỏ, cây lớn, cổ thụ. 60 đi ha. Em đo trừ hao 960. Rồi cây này em giao lưu với giá là 500.000 đồng. Mã số 19D. Mã số 20D. Rồi cây này giá là 600. Cây từ cao đến thấp ha cô chú anh chị. 35 là tổng chiều cao của cây. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ. Hàng khai thác. Tàn như thế này em đo được 30. Lớn nhỏ dần rồi nhỏ ha. Liền đế nha. Như thế này em đo là được 68. Gia đình. Rồi liền đế như thế này em giao lưu chỉ với giá là 600 mã số 20. Mã số 21. Cái củ này em giao lưu tới cô chú anh chị mình cũng chỉ 600 ngàn luôn nha. Cao cây em đo được 27. Đó. Đây nè, nó xù nhóc trơn luôn. Như thế này em đo là được 80. 80 là em đo đường tròn nha. Đó, cây đâm chồi rất là khỏe luôn. Em giao lưu với giá là 600.000 đồng cho mã số 21D. Mã 22 và 23, em có hai cây cẩm thị cuối clip nha cô chú anh chị. Chim lên. Được chưa? Cao bên đây em đo cây này nha cô chú anh chị. Này khoảng tầm 1m3. Bên đây là khoảng tầm 1m. Cao 1m3, cao 1m. Hai cây đều đâm chồi sống khỏe ổn định rồi ha. Em đo cái tàn trên đây là được 65. Còn cái tàn bên đây em đo là được 50. Dạ vùng Ninh Thuận luôn, cẩm thị vùng Ninh Thuận. Người ta hay gọi tên khác là kim cương đen nha. Về cô chú anh chị mình có thể chỉnh sửa đế là giúp em ha. Cây phơ hơi thô. Rồi em đo báo chuẩn cho cô chú anh chị mình luôn. Cây này được 45. Quay. Cái này em giao lưu tới cô chú anh chị có giá mình mà 1.200.000. Cây này dáng khá đẹp nha cô chú anh chị. Cao 1m3 nha. Tàn thì khoảng tầm 6 mấy 70. Mấy nay em đo em quên. Như thế này em đo là được 45 hoành. Cây này thoát thân cao ha. 22D. Em giao lưu chọn gói cây này chỉ có giá là 1.400.000. 1.400.000 đồng bao phí ship mã 22D. Bảo hành sống cây sống ổn định thì thôi hết cô chú anh chị. Thì rất cảm ơn cô chú anh chị mình đã tin tưởng và ủng hộ shop em trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip sau ạ.